Rồi chào anh em nha. Năm mới Tết đến rồi, một năm cũ chuẩn bị đã qua. Thì đầu clip thì mình cũng xin chúc mấy anh em nha, mấy anh em đầm mê chiếc kê ha, được một năm qua hết cái dặn xui đó thua, thì một năm mới tái có lời nha. Chứ đây chúc đá gà mà chúc đá là hắn nói thì nó hơi không thực tế chút. Chơi Tết đá có lời nha, một năm mới chơi đá có lời nha anh em. Chúc anh em năm mới nha, nó có lời nha. Thì Tết bữa nay cũng là 30 chuẩn bị bắt có bông. Thì mình cũng chúc Tết cho mấy anh em bắt có lý bên cầu là cũng tới giờ ha, mùng 1 Tết nha. Hết cái dặn xui đá hôi anh em, chơi năm mới đá ăn có lời nha. Rồi chúc anh em năm mới chơi vậy thôi ha. Đây là đây gà được hưởng, nuôi gà được hưởng bọt chu gió nha mấy anh em nha. Đó là lời chúc thật lòng của mình đối với những anh em đã gắn bó với mình trong một cái năm mới, một năm cũ hết rồi chuẩn bị tới một cái năm mới nữa rồi ha. Rồi chúc mấy anh em năm mới vui vẻ nha. Thì clip này mình chỉ chúc thôi chứ mình không có nói gì hết nha anh em. Cảm ơn anh em ủng hộ thuốc mình thời gian qua và cựa bên mình ha. Thì rất là cảm ơn anh em ủng hộ, chúc năm mới phát đạt nha mấy anh em nha, lá có lời nha.